Chào các bạn à, hôm nay mình lên đồi mình đào cái cây sâm. Cây sâm này, sâm gì mình cũng không rõ nữa, cũng không biết tên. Chỗ mình gọi là cây cúc khắc nhá. Cây này khá to đấy. Đây, gốc nó to này. Cây nó đây nhá. Cây này mình thấy được lâu rồi. Lúc mình đi lên đây bấy gà rừng rồi mình bẻ đi nhá. Đây, đây các bạn ạ. Cao Vlog đang phát quang đi để mình đào nhá. Mình sẽ bắt đầu đào. Đào cây này cũng mệt phết đấy các bạn ạ. Xuống sâu lắm. Cây này nếu mà nó mà có nhiều ấy, đất mà mẩy thì phải được chục cân nhá các bạn nhá. Được rồi. Đây nhá, mình bắt đầu đào nhá các bạn nhá. Cây đây này to lắm. Mình sẽ đào về ngâm rượu. Đào khá lâu ấy. Cái này chỉ ở trên rừng mới có nhá. Cây này các bạn ạ. Ui, mệt lắm. Ui, gốc cây à. Một cái quay tầm đến củ nhá các bạn ơi, mình đào đến củ nhá. Đây củ đây này to phết đấy các bạn ạ. Đây Đấy, đây tao cắt tua rồi. đây là củ non nhá, củ đầu tiên nhá. Đây củ non của nó, củ này chắc cây này chắc là củ to các bạn ạ. Đây. Nó không vướng rễ cây gì mấy thì đào rễ thôi. Ui, chúng tổ kiến đốt chết cụ. Đây củ đây này, à, to phết đấy các bạn ạ. Ui, to chưa? Ui, củ này to thế. Ui, lần đầu tiên thấy củ khúc khắc to như này. Ui, củ này to cả nhỉ. Mới đào đến đây mà. Còn đủ mà nữa. Phải đào xuống đến tầm dưới chân kia. Mới hết được. Đấy, quay rồi đấy. To lắm ấy. Đây các bạn ơi, mình đào sắp xong nhá. Không biết nó còn đi sâu đến đâu nữa đâu. Đây. Quay xung quanh hết nữa. Đứng dậy quay. Ủa, phết đấy. Mệt phết. Củ này củ sâm đất nhá các bạn nhá, sâm rừng nhá. Sâm này lấy về ngâm rượu, này rượu có màu đỏ. Đỏ như rượu quả nho ấy. Ôi, đào xong rồi nhá các bạn ơi. Nguyên một củ to đùng luôn. Và mình sẽ đào. Trên này thì lấy đốt nhá. Trên này là củ già của nó đấy. Nhấc lên cho các bác xem. Ui dồi, cái này phải tầm 5 cân đấy. Vâng ạ. Hết. Ui giời ơi. Sướng quá. Bác nào mua về ngâm rượu thì cứ liên hệ cho em nhá. Xem còn có không nữa. Còn thì củ non củ già lấy hết rồi, cho hết rồi.
không? Đúng rồi. Ôi đó, dồi ôi. Phải tận nhìn như con nhìn con cá sấu. Tạm biệt các bác ấy. Các bác nhá, các bác xem thấy hay thì cho mình một đăng ký kênh và một like nhá. Ok, chào các bạn ạ.